Dương Tiểu Hòa đây. Được chưa? Bật bơm ở đây. Năm ghế thế. Một ghế ba gói mang vào trong. Có cần phải giữ ghế không? Có móc được không? Móc cái ở đâu? Ngắn quá, nhưng mà không móc được. Lấy cái dầu dây bên này, thế này nó có dây đồng này. Chắc là luồn vào thôi, anh cứ lách vào thôi. Anh Tiến ạ. Cứ lách vào thôi, không cần phải ấy đâu. Mà nhấc cái màn gió ra. Nhấc còn sao được. Ừ. Gió là nhấc cái này ra mà. Giời. Ừ, cái đấy không, nó không hở mồm đâu, cái này con này nó không giống như Daikin đâu. Mồm nó mãi trên này không. Xịt mà anh xịt từ kia xuống rồi mà. Xịt từ trên xuống có phải xịt vào từ trước vào mặt vào đâu. Xịt từ trên xịt xuống mà. Đây còn có hai ghế con đấy. Chuẩn lắm. Chuẩn lắm. Giò nhiều nước quá. Như thế này từ từ á. Xài giò nhiều nước ấy nhỉ. Nước cái này này. Thế nhỉ. Thôi được rồi. Cứ xì đi. Thôi cứ xì đi. Tí nữa nào. Xì đi. Xì đi. Ôi, xì đi. Cái này xì lỗ. Xì xa, xì gần đi. À, xì đến được. À, anh xòe cái tia nước nó rộng quá. Xòe thế thôi, xòe to quá. Ừ, thì anh sợ bẹp vì anh dí gần mà. Nên anh xòe rộng thì nó nước nó chả chảy ra tường. Ừ. Được cái này thì mất cái kia phải chịu không? Cẩn thận đấy. Xì chéo được. Phải bước chân lên. Quay ngang ấy là được. Sao bước chân cho nó nguy hiểm. Xì quạt từ dưới lên này. Xì quạt chưa? Còn tự nhiên quay thoải mái đi không miết một vài nhưng mà được. Cứ để nó ráo nước tí nữa đi ra gì cùng nóng đi xong nó ráo nước xong rồi vào nọc xong. Rồi cứ tí vào dẫn kiểm tra gãng được. Cứ kiểm tra nào. Lấy cái đấy sao mà vào được? Nắp nước vào. Xì to xì xa ra. À được. Lấy cái ghế mà đứng lên mà xì từ trên xuống. Hả? À. Đấy. Đấy thế, xì chéo từ trên xuống một tí thế. Yên tâm. Quay đi. Cứ xì mạnh.
Để em tiêm nước cho, cứ bình tĩnh. Cố để cho nó hết cái ấy này đi. Cứ xịt cố đấy, xịt cố đoạn dưới cho nó hết đi. Hết cái nước này luôn đi. Đoạn dưới cho nó ấy. Bỏ rút ra. Zip zip. Đấy. Xong đổi ngược lại. Quay ngược quạt lại. Đấy, thế nào thế đấy, nào. Đấy, cứ thế đúng rồi. Quay xuôi xong quay ngược lại đấy đúng rồi. Nó chính là như thế, đừng để quay nhanh quá, quay chậm thôi là được, đừng để quay nhanh là được. Cứ hết cái chậu nước này là được. Để quạt quay nhanh quá, quay vừa thôi. Được rồi, để nó chạy chậm lại đi. Đấy, cố xịt tí nữa đi, nó sạch hẳn đi. Hả? Làm đấy thêm tí nước nữa thôi. Đổi quạt đấy à, đổi quạt đi. Thì to như lấy đây. Trắng hẳn đây thế nào, thì con này nó trắng hẳn đây thế nào. Được chưa? Được chưa? Chuyển ngược lại chứ anh chỉ xuôi. Đấy. Thế ôi, đúng quy chuẩn nhà nước. Đấy. Làm đôi video thôi. Móc cái sắt đã bỏ ra đâu? Ừ. Có cái ghế là thấp quá. Đi em lại lấy ghế kia vào quên. Quên lại này. Cứ mày quay xong rồi. Này chỉ cho ăn với quay. Này. Này chỉ cho ăn với quay. Quay mà không cẩn thận rồi chốc về là xử lý. Chưa nắp vào chưa, vứt xuống chưa. Đấy. Ok man, có cái rẻ vừa mất đây đúng không, nó có rẻ kia đấy đâu. Nhảy lên này xuống. Đâu? Phía trên nóc rồi. Em xả nước rồi, mình nóng lạnh rồi gì? Xả rồi. Chảy. Kỳ này cho anh Tiến làm diễn viên chính. Đây họ vào xem YouTube rồi. Hả? YouTube muốn nắp một cái điều nhanh ấy.
chuẩn bị đủ đồ. Dao cắt. Được chưa? Vặn căng quá, vừa tới thôi.